Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm AB Colique Digest được sản xuất tại Pharmacity G Pro Sensa. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về AB Colique Digest cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của AB Colique Digest Rof. Bifidobacterium longum CECT 7894 Pediococcus pentosaceus CECT 8330 Lactobacillus rhamnosus ATCC 53103 1,510 CFU Dạng bào chế Dung dịch nhỏ giọt Dối loạn tiêu hóa là bệnh gì? Dối loạn tiêu hóa là một biểu hiện bất thường ở hệ tiêu hóa, có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Công dụng, chỉ định của AB Colicae digest Drop, Giúp hỗ trợ làm giảm tình trạng dối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột. Giúp bổ sung lợi khuẩn có lợi cho sức khỏe hỗ trợ cải thiện hệ vi sinh đường tiêu hóa. Đối tượng sử dụng Dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị tiêu chảy. Trẻ nhỏ bị rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột hoặc do dùng kháng sinh kéo dài. Cách dùng và liều dùng của AB Colicare Digest Rough. Cách dùng Dùng theo đường uống Trước khi dùng quý khách nhớ lắc kỹ chai Khi dùng có thể nhỏ trực tiếp vào miệng hoặc vào thức ăn ở nhiệt độ bình thường Liều dùng. Trẻ em trên 1 tuổi, ngay dùng một lần, mỗi lần 6 giọt. Trẻ em nhỏ hơn 1 tuổi, trước khi dùng nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Chống chỉ định của AB Colicare Digest Rove, Không sử dụng cho người bị mẫn cảm hay dị ứng với bất kỳ thành phần nào có trong công thức sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng AB Colicare Digest Rove, Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm AB Colique Digest, đồng thời biết cách sử dụng AB Colique Digest sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham